Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin chi tiết. Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc phối hợp Ban dân tộc tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách dân tộc của đảng và nhà nước trong dùng dân tộc thiểu số tỉnh An Giang năm 2020. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe chuyên đề về công tác quốc phòng an ninh ở dùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với đảng, nhà nước, vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật, góp phần ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững dùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 2018-2020 về công tác tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến dự có đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc. Thời gian qua, các nội dung trong công tác phối hợp đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể thiết thực và đạt kết quả cao đặc biệt trong công tác triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đoàn và nghị quyết đại hội hội cụ chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, phối hợp tham gia phát triển kinh tế quốc phòng tại địa phương, xây dựng củng cố tổ chức hội đoàn dưỡng mạnh. Dịp này, Quỹ ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho hai tập thể và hai cá nhân đã có thành tích tốt trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên, lập thân lập nghiệp xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2018-2020. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức đoàn đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài ở phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc. Thay mặt đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, chủ nhiệm phòng chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những công lao to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 1945 19 tháng 8 2020 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945 2 tháng 9 2020 kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc 26 tháng 8 1945, 26 tháng 8 2020, đồng thời kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng tạ thị bài luôn sống thọ, sống vui, sống khỏe cùng con cháu và mong rằng mẹ sẽ tiếp tục giáo dục con cháu, nói tiếp sự nghiệp của cha anh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Tiếp theo là một số tin đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết Hội đồng Bộ môn Trung học cơ sở và triển khai nhiệm vụ năm học mới, năm học 2020-2021. Năm học 2019-2020, toàn thành phố có 6.911 học sinh trung học cơ sở, với 197 lớp, 7 trên 8 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Năm học qua, các thành viên Hội đồng Bộ môn Trung học cơ sở tham gia hoạt động thường xuyên, đúng kế hoạch, hầu hết các tổ trưởng nhóm trưởng thành viên hội đồng bộ môn trung học cơ sở đều có năng lực chuyên môn nhiệt tình trong công tác và làm việc có tinh thần trách nhiệm cao thành viên các tổ bộ môn được cơ cấu tương đối đồng đều ở các trường qua đó hoạt động của hội đồng bộ môn trung học cơ sở đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dạy học hỗ trợ tích cực và có hiệu quả các hoạt động giáo dục của ngành giáo dục thành phố châu đốc Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội thi tìm hiểu luật dân quân tự vệ sửa đổi năm 2019 trong lực lượng dân quân thành phố năm 2020. Hội thi diễn ra trong 2 ngày với 7 đội tham gia, các thí sinh trải qua hai dòng thi, dòng loại tính điểm và dòng chung kết với hình thức thi trắc nghiệm về luật dân quân tự vệ sửa đổi năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hội thi tìm hiểu pháp luật nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ về đường lối quan điểm của đảng, những vấn đề cơ bản của luật dân quân tự vệ sửa đổi năm 2019, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền luật với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tổ chức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện đồng thời kết hợp đồng bộ hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân trong việc chấp hành nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quân sự quốc phòng địa phương góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 26 tháng 8 năm 2020 Ngân hàng Thương mại Cổ phần và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc An Giang tặng trang thiết bị học tập cho Trường Mẫu giáo Dĩnh Tế nhân dịp đầu năm học mới 2020-2021, ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc An Giang đã trao tặng 10 bộ máy vi tính cho trường mẫu giáo dịnh tế. Qua đó, nhằm hỗ trợ tốt hơn về cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác giảng dạy và học tập của các trường trên địa bàn xã nông thôn mới và giúp các em học sinh được tiếp cận với công nghệ thông tin trong tình hình mới. Để chuẩn bị cho năm học mới năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc thực hiện công tác sửa chữa hè, chỉnh trang trường lớp, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại 22 điểm trường với tổng mức đầu tư là khoảng 2 tỷ 239 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thành việc sửa chữa tại các điểm trường, đảm bảo tốt cơ sở vật chất cho năm học mới 2020-2021. Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với các phòng ban có liên quan tiến hành khảo sát nhà vệ sinh ở các trường trung học cơ sở Phan Bội Châu ở xã Vĩnh Châu đã xuống cấp. Qua khảo sát thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương thực hiện xây mới nhà vệ sinh với mức đầu tư dự kiến là 561 triệu 537 nghìn đồng. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Hội khuyến học phường Châu Phú B tổ chức cấp phát quà tiếp bước đến trường năm học 2020-2021 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Dịp này, Hội Khuyến học phường đã trao tặng 120 phần quà cho các em học sinh. Mỗi phần quà bao gồm tập, sách vở và 100.000 đồng tiền mặt, với tổng số tiền trên 66 triệu đồng do Hội Khuyến học phường vận động từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ. Qua đó giúp cho các em học sinh được tiếp tục đến trường, giảm bớt khó khăn, có động lực dương lên, phấn đấu học tập thật tốt trong năm học mới thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt